Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dù kinh tế 9 tháng đầu năm 2023 có dấu hiệu khởi sắc, nhưng một số ngành nghề như dệt may, da giày vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng, người lao động bị cắt giảm việc làm. Làm công nhân tại nhà máy dệt ở Hưng Yên, anh Thương đang trong tình trạng thu nhập bấp bênh. Khi vợ vừa sinh con, về quê nghỉ thai sản, một mình nam công nhân phải gồng gánh chi phí sinh hoạt của cả gia đình. Tôi mong là nhà nước rồi cuối năm là sẽ xem xét tình hình như thế nào thì có thể là tăng lương hoặc là tăng thu nhập cho tất cả mọi người công nhân. Sống ở Hà Nội mà mức thu nhập 5 triệu một tháng, cuộc sống mà mức tối thiểu nhất cũng không thể đủ được. Rất là mong muốn nhà nước làm sao mà lên lương sớm cho chúng tôi. Nhiều công nhân có nguyện vọng được tăng lương tối thiểu càng sớm càng tốt. Song phiên họp thứ hai của Hội đồng Tiền lương Quốc gia dự kiến vào cuối tháng 11 năm 2023. Vì vậy, việc tăng lương tối thiểu vùng có thể không kịp thực hiện từ mùng 1 tháng 1 năm 2024.